an nhiên giữa muôn trùng lo âu. Lo âu như bóng ma len lỏi trong tâm hồn mỗi người, gieo rắc mệt mỏi và che lấp đi niềm vui. Ta khao khát một cuộc sống an nhiên, bình yên, nhưng làm thế nào để xua tan đi những lo âu muôn thuở? Có người tìm kiếm sự an nhiên trong những hoạt động giúp họ tập trung, hướng nội tâm. Tập thể dục, đọc sách hay đắm chìm trong những bản nhạc du dương, tất cả đều có thể giúp ta tạm thời quên đi những muộn phiền để tâm hồn được nghỉ ngơi và thư giãn. Cũng có người chọn cách né tránh những lo âu bằng cách không quan tâm đến thế giới xung quanh. Họ thu mình lại, sống một cuộc sống tách biệt để bản thân không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tiêu cực bên ngoài. Tuy nhiên, cách này chỉ mang lại sự an toàn giả tạo và không thể giúp ta giải quyết triệt để vấn đề. Cách tốt nhất để xua tan lo âu chính là đối mặt với nó. Thay vì so sánh bản thân với người khác, hãy tập trung vào hành trình phát triển của chính mình. Trân trọng những điểm mạnh, cải thiện điểm yếu, học hỏi và phát triển mỗi ngày. Khi ta tự tin vào bản thân, lo âu sẽ dần tan biến. Bên cạnh đó, hãy học cách giải phóng cảm xúc phù hợp. Viết nhật ký, chia sẻ với bạn bè hay tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh là những cách giúp ta giải tỏa căng thẳng, giữ cho tâm hồn luôn nhẹ nhàng. Hãy nhớ rằng, an nhiên không phải là trốn chạy khỏi lo âu, mà là học cách sống chung với nó. Khi ta biết cách trân trọng những gì mình đang có, giữ cho tâm hồn luôn bình an và hướng đến những điều tích cực, lo âu sẽ không còn là rào cản trên con đường hạnh phúc của ta. Sống an nhiên là sống với một tâm hồn rộng mở, biết yêu thương và chia sẻ. Ta không chỉ quan tâm đến bản thân mà còn quan tâm đến những người xung quanh. Khi ta mang đến niềm vui cho người khác, ta cũng sẽ nhận được niềm vui cho chính mình. An nhiên là một trạng thái tâm hồn, là điều mà ai cũng có thể đạt được. Hãy áp dụng những bí quyết trên, bạn sẽ dần xua tan lo âu, hướng đến cuộc sống an nhiên và hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, chìa khóa cho sự bình yên nằm ở chính nội tâm của bạn.